Ngày khai giảng đang đến rất gần. Thời điểm này, các trường học trên địa bàn huyện Ân Thi đang khẩn trương hoàn thành các hạng mục được đầu tư sửa chữa, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị nhằm chuẩn bị cơ sở vật chất tốt nhất để đón học sinh bước vào năm học mới. Thay vì học tại các điểm lẻ trong 6 thôn của xã như trước đây, năm học mới này, cô và trò trường mầm non xã Bắc Sơn sẽ có ngôi trường mới khang trang với quy mô rộng trên 3.000 m². Hiện nay, các hạng mục của công trình đang được gấp rút thực hiện, đảm bảo tiến độ để bàn giao cho nhà trường đi vào sử dụng ngay trong năm học mới này. Công việc trang trí 6 phòng học mới và sáng tạo đồ chơi cho trẻ cũng được tập thể cán bộ giáo viên của nhà trường khẩn trương hoàn thiện. Các đơn vị nhà trường, địa phương, các xã thị trấn rất là quan tâm trong cái việc huy động xã hội hóa xây dựng cơ sở vật chất, làm rất tốt cái công tác rà soát và đang tích cực trong cái việc xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ cho năm học mới. Theo kế hoạch đầu tư công trung hạn từ năm 2016 đến năm 2020 và kế hoạch đầu tư năm 2020, huyện Ân Thi và các xã thị trấn đã đầu tư xây mới 2 trường trung học cơ sở, nâng cấp 124 phòng học bộ môn cho 13 trường và xây dựng nhà vệ sinh lán xe cho 6 trường. Đến năm 2020, huyện Ân Thi hỗ trợ mua sắm đồ dùng, đồ chơi, bàn ghế, thiết bị dạy học cho các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở với kinh phí trên 6,5 tỷ đồng. Với các nguồn lực từ cấp trên của địa phương và sự chung tay góp sức của các cá nhân, tổ chức, cơ sở vật chất, trường lớp tại huyện Ân Thi những năm gần đây được thay đổi rõ rệt, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng dạy và học tại các nhà trường.